Thanh Cò đi thẳng vô trong đây nè, quay cho bà con mình coi một cái nền này nha, ở trên mặt tiền đường Long Bình này luôn. Đường Long Bình này thì nó nối quốc lộ 1A đi thẳng ra đường Nguyễn Hữu Trí luôn. Còn cái đoạn này là nó thuộc địa phận của xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thì trong đây địa chỉ của mình là nó thuộc ấp Long Bình, thuộc xã Long Hiệp, thuộc huyện Bến Lức, thuộc tỉnh Long An. Rồi giờ Thanh Cò đi vào, rồi Thanh Cò quay cho bà con mình tham khảo. Quốc lộ 1A ở đây đi ra hướng này, chờ thẳng lên trên đó 5 cây số tới địa phận là chợ Bình Chánh của thành phố Hồ Chí Minh nha. Còn chợ Gò Đen nằm bên đó, ở bên đó là cổng chào của xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, ngay chợ Gò Đen. Ở đây thì gần chợ Gò Đen nha. Đường Long Bình mình thì cho tải trọng 12 tấn nha. Theo hướng này thì bà con đi khoảng 6 cây số, bà con đi về tới cầu Bến Lức, về tới khu du lịch sinh thái Happyland nha. Bây giờ bà con theo Văn Thanh đi vào cái nền đất này nha. Nền đất này full thổ cư luôn, mặt tiền nó cũng rộng lắm. Về đây bà con mình mua, mình ở hay là mình kinh doanh gì, buôn bán gì rất là ok. Rồi bà con mình theo Thanh Cò nha. Đất của mình nó quay về hướng Tây Nam nha bà con. Từ cái mí nhà này nè qua tới cái mí nhà bên đây, đất của mình là bề ngang là 8m nha, 8m. Rồi nó chạy dài tới dưới là 40m, 8 x 40, nó chạy dài về đó là 40. Nhưng mà bên cái hông của nó còn nở hậu ra từ đây dạt qua đây, dài qua tới bên đó. Cái đích của nó là còn 5 x 16, nó đang theo đường hông bên kia, nó còn nở hậu, cái đích nó thành cái chữ L, khúc đích mình nở hậu tới 16m. Nó có hai cái lối nữa nha, còn cái lối đi bên đây nữa nè, về dưới mình làm, mai mốt mình làm được cái cổng phụ phía sau đây, đi vào cái lối đi này nè. Nếu mà theo cái hẻm hông này thì nó là hướng Tây Bắc nha, hẻm hông này hướng Tây Bắc. Đó, mình còn một cái hậu nè, hậu này là từ đây, từ đó mà về đây khoảng 5m á, đi sâu qua bên đó chắc khoảng gần 15-16m nha. Đó, hai mặt tiền luôn, mặt tiền hẻm hông ra, mặt tiền hẻm hông đây là hướng Tây Bắc nha, mặt tiền hướng ở trước là hướng Tây Nam, tức là bà con mình làm từ đó chạy ra tới đó luôn là 8 x 40, 40 nó còn khúc hậu bọc L qua đây nha. Thì đây mình còn một cái lối đi bên đây khoảng 1m ha, khoảng chừng xe ba gác đi được á. Đất của mình là một sổ luôn nha bà con, một sổ duy nhất nha. Ở đây hiện tại thì nó đang là ONT nha, ONT tức ở nông thôn, cũng có tương lai triển vọng mai mốt lên đô thị lắm á. Đây gần Sài Gòn á, kế bên Sài Gòn, bà con mình mua giai đoạn này thì rẻ nè, để mai mốt mà mai sau mà nó đô thị hóa lên thì mình mua thì mắc lắm. Hiện tại là 5 tỷ nha, 382m², đất thổ cư, sổ hồng riêng, cách quốc lộ 1A 500m thôi, đi ra đường Nguyễn Hữu Trí, đường tỉnh lộ 835C đó, đi ra ngoài đó khoảng chừng 2 cây số tới nha, gần kế bên hông luôn khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, gần chợ Gò Đen, gần chợ Bình Chánh. Đây nè, khu nghiệp Vĩnh Lộc 2, đi qua hết cái đám này, đi vô cái chừng 100m là bên kia, nguyên cái cụm bên đó là khu nghiệp Vĩnh Lộc 2 đó. Rồi khu tái định cư của khu nghiệp Vĩnh Lộc 2 nữa. Địa chỉ là ấp Long Bình, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đất mình ở hậu nha, mặt tiền 8m. Đất thổ cư, sổ hồng riêng một sổ, công chứng liền luôn. Rồi mọi nhu cầu thắc mắc gì đó thì bà con mình cứ alo cho Thanh Cò. Cũng tên là Văn Thanh nha, Thanh Cò Văn Thanh cũng là nó đó. Số điện thoại là 078 666 8368, Zalo Viber luôn 078 666 8368.